Đảng ủy Quân chủng Hải quân cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đó là một trong những yêu cầu của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân chủng đã đoàn kết trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các hoạt động kinh tế biển, tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành tiến độ các dự án, tập trung nhiều giải pháp xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật kỷ luật. Cùng với đó, chất lượng huấn luyện đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Định hướng một số vấn đề quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nghiên cứu triển khai cho quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân cần tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý, Đảng ủy Quân chủng Hải quân cần tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu gắn với xây dựng tổ chức Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.